Đây hải trứng gà đồng phát hiện được cái lỗ nước này các bạn. Hải trứng màu cá nó lõm lõm. Còn mấy cá nó nướng ngon lắm á. Nhóc. Sỏ lên về sỏ nó. Lấy cọng cỏ sỏ đặt. Kìa anh em xuống. Nãy giờ anh em thất nghiệp. Thả đó luôn hả cải? Bự không? Cả cá này nãy không? Kìa. Cái đầu sỏ vô. Có nuôi ngày nào đâu mà bự. Cá lóc nữa hả? Thả rồi bắt lại hả? Bắt chín rồi. Nãy phóng sinh ha. Giờ thiếu mọi nhậu, giờ cải xuống cải bắt lại các bạn ơi. Nãy thả. Vậy hả? Bằng cách đó luôn hả? Vậy là bự cải đâu nhỏ đâu. Giờ tát đi, lấy đồ tát đi. Tát bên kia đó. Nó này lấy thùng bê tát hai ba thùng bắt cá đã. Có cái thùng mốt kìa. Kìa cua luôn cả đó, cải lên mồi dữ không ta. Em. Mấy con mốt mốt đó, nguyên đội trong cậy đối no nhờ cải đó nghe. Cho nó múc nó đổ anh bà anh đây nè. Có hàng không? Có thùng mốt luôn. Kìa tắt đèn luôn các bạn ơi. Tắt đèn. Tắt đèn miền Tây. Nổi không Khải? Tiếp không? Hỗ trợ gì không? Kìa ông Tà. Đưa ông dây cho ông Tà kìa. Tắt đèn. Chắc tới tối chắc có ăn đó các bạn. Đúng gì? Đưa chị nói. Ở múc nhiều lại đi. Hiếm lắm mới gặp cảnh tắt đè cho nó nghe các bạn tác dụng thế mày con. Rồi chết chú Tà mày luôn rồi. Bệnh luôn. Đỡ lên. Bảy thùng cái ở công luôn. Về miền Tây mới thấy cảnh này nha các bạn ơi. Nó lội cá lên từ từ đó anh em ơi. Nãy thả trong đây nhiều không? Đây cá đồng nha các bạn ơi. Đây cái dàn ekip ở đây dữ lắm nha các bạn ơi. Gắn chi tìm con cá lóc hồi nãy thả cho đã giờ bắt lại. Gắn đi còn có 20 thùng nữa đó con. Cạn à. Tao máy ghim cái máy dầu qua kìa bơm kìa, nó lẹ. Con đẩy gì nó vô sập rồi sao lên rồi. Con giống cái đầu bên đây nè. Rồi, cuốn lên. Được rồi. Thôi hồi vô không nổi rồi cả. Xỉu rồi bê. Rồi. Xin lắm mọi người cho không? Cái đây còn nó dùng vài thùng nữa. Thì chưa thôi. Còn đó gìn nữa. Về Việt Nam mới thấy cái này nha các bạn. Mình nước ngoài gặp dũng cá đầy luôn cũng không dám bắt. Cái đây còn cá 20 thùng nữa. Đó, nãy giờ kêu đội nào bắt cá lên mà mồi trước luôn ha. Nó lẹ. Rồi mọi này rồi. Bắt. Cái lóc lên hả? Thấy hình bóng rồi. Hắt nó lên. Gắn thùng nó đi, nó gần lên này. Lỗi rồi. Thùng đi. Tôi dừng nó vô thùng đi ra luôn đó. Phóng sinh bên kia rồi, tát bên kia ngược lại. Bên kia hơi mệt à. Thùng này xuống bắt được rồi. Đẩy lên, đẩy với đít, đẩy lên. Khải mạnh của tỏi, của tỏi vậy trời. Đầu dưới lên rồi còn cận kết nữa chứ vậy. Chết thành tội. Tội bệnh luôn. Tội hy sinh. Bữa nay Khải thì lo mọi nay hứa tội là bia nha anh em. Có nữa hả? Cái gôn này nữa hả? Cái gôn nãy bắt cũng 2-3 con rồi.
hai ba cái rô bự bự bên đó. Vậy hồi tát bên kia lại nữa. Không phải chuột, mình lại hả? À hả? Vậy là hồi tát bên kia lại nữa ha. Lượm cá gì nữa kìa. Sắc nhỏ quá con. Bỏ đi. Bỏ đi, nhỏ quá. Bê, bê hết. Hết nhớt rồi. Máy này mau quá. Lớp bê các bạn ơi. Dừng nãy giờ cá nó vô thùng ra luôn rồi cái gì đó. Bánh nó lội tửng 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 bánh nó chứ bắt được cả ơi. Ngồi đợi con, ngồi đi, ngồi đợi đi. Cái dũng mà lớn là mò dính con cá lóc là thua luôn á Khải. Cái nghiệm đâu, cá lóc nãy mới mua 100 ngàn làm mất tiêu đi. Thế nào có người nói là cá thả xuống bắt lại đụng nó con mò tợn hắt lên luôn à, hắt mép kia nghe, hắt mép này nghe con. Nguyên vàng cho hai cá lóc luôn cả, cho mày bắt à. Nguyên vàng ơi kiếp. Tới tối luôn bắt cũng hết, không dính nữa. Sao chạy? Lỡ là để bắt dục cá của người ta xuống cho nó lấy hình nó xuống luôn. Trong tôi quay YouTube dục TikTok bây giờ. Con quờ hồi nào nó nổi đầu à. Cá rô cái gì nằm luôn này nó lội quẩy quẩy kìa. Dạ. Yeah. Cái sạc. Sạc máy hả? Ủa bắt cá sạc hay quá ha. Lên giả rồi. Nãy mới đụng mà. Dũng mới lớn mà mò không ra cá. Có sẵn. Dạ thùng đi. Được không trời. Dạ thùng đi. Dạ thùng nữa đây hả? Đây lên giả rồi. Kìa có máy xăng bển rồi lấy máy xăng qua. Thôi ba, Khải đi. Khải đi lên cái lóc nó nổi đầu á Khải. Nãy giờ nó chưa ngớp à. Cỡ này luôn mà chưa bắt được cá này các bạn. Xuống nhẹ nhẹ cái hắt nó lên nghe Khải. Từ từ thấy nó chưa? Chưa, từ chừng như nãy giờ vô thùng rồi. Ờ cá chê. Bệnh luôn rồi các bạn ơi. Kìa xuống ngoài cá chung với Khải kìa. Khải bơi rồi. Gió này mát ghê hồn ha. Trời trời, anh giả ơi, sáng ơi. Khúc cây nữa mò con khô nha. Mắt luôn à, ồ thả xuống cái mắt cái lóc này luôn à, báo nè. Thôi bỏ đi Khải ơi, vô Khải. Thôi vậy cho anh Khải đây rồi mình cho chồng mặn ngồi. Má cá là chị cá ma đó nghe Khải ơi. Má chết cái gù hoàng luôn rồi. Trời ơi, bự quá rồi, thôi thả luôn đi. Con kiếm con ổ cái ba con tay nhóc. Ê Khải ơi, ủa con cá sặc quá không? Sặc nè. Thôi bỏ đi Khải. Đây. Đúng rồi. Đó, nó lóc bự dữ à. Cỡ cá rô nãy à. Có thiệt. Vậy là nãy giờ Khải nói thiệt các bạn ơi. Tính từ nãy giờ Khải láo à. Rồi tát đi Khải, còn 20 thùng nữa Khải. Đó nãy giờ như thấy không rút nhiều ta. Bây giờ để xuống mò ăn cho. Cái chừng ở trong sông ra vô. Thôi bỏ đi. Con hất lên ruộng á, hất ruộng. Ở bên ruộng kia cái. Đại lên ruộng kia nó văng lên ruộng. Quậy đi ngồi xuống quậy. Quậy luôn á. Quậy luôn á, lần hồi là nó sình nó ấy à. Nó không đừ là mình đừ. Bỏ đi. Thôi bỏ đi mấy anh em à. Mấy anh em giờ chịu hết nổi rồi các bạn ơi, vô các bạn ơi. Bỏ Khải ra đi gặp cá ma rồi. Thôi. Bỏ rồi.